Hello, xin chào tất cả mọi người và các bạn. Đây là hồ cá bóng tượng nuôi dồi béo của mình. 1 2 3 Giờ mình đang thả cá nha. 4 5 5 10 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 con. Dàn quà khi thiếu oxy mình sẽ bơm ra. Tổng quan khu này được 500 m2 đến 600 m2 một mét.